Em xin chào các bác. Hôm nay em xin phép chia sẻ một cái bài viết của cái chị Yến Linh đấy, một người rất là đam mê và yêu hoa lan. Chị ấy chăm lan kiếm cực kỳ giỏi luôn. Vườn cây nhà chị lúc nào cũng xanh ngát và sạch sẽ. Sau mỗi giờ hành chính là một cái khoảng thời gian riêng của chị ấy ở góc vườn hoa lan, giúp cho cái tinh thần nó thư giãn và giúp cho chị có thêm nhiều bạn bè để giao lưu. Và lâu lâu khi mà cây lan nó đẻ thì chị sẽ chia sẻ giống cho mọi người. Các bác có thể mua mua hàng, kết bạn Facebook và mua hàng của chị ấy. Chị ấy rất là uy tín, em rất là hay học hỏi chị ấy. Kiếm của chị thì có đặc điểm của chị là rất lá rất to và côn lùn. Đây là một cái đạt nhất của cây lan kiếm, lá to nhưng lại lùn ngắn. Đấy, đây là cách chị chia sẻ để mình có thể trồng và chăm lan kiếm một cách gọi là tốt nhất. Đấy. Em xin đọc luôn bài viết của chị là góc chia sẻ trồng và chăm sóc lan kiếm ở miền Bắc. Rất nhiều anh em hỏi tại sao cây trồng lại côn lùn củ to như vậy. Hôm nay ngày nghỉ rảnh chút nên mình chia sẻ toàn bộ cách trồng và chăm sóc lan kiếm tại vườn mình. Thứ nhất là mùa tách kiếm là mình thường tách vào khoảng 2 đợt, từ tháng 2, tháng 3 là tách một lần. Tháng 9, tháng 10 dương lịch là mình lại tách một lần nữa. Chậu chậu trồng thì mình đã thử rất nhiều loại chậu và thấy đối với cây mới trồng thì mình sẽ trồng vào cái chậu đất mà nhiều lỗ. Đấy. Khoảng phi 30. Khi cây đạt 3 thân trở lên thì đập chậu gốm sang những chậu đẹp để trưng bày chứ không nên tách trồng luôn vào chậu to. Thứ ba là giá thể. Đã sử dụng qua nhiều loại giá thể và thấy kiếm khá là dễ tính. Cứ tuân theo cái nguyên tắc ẩm mà không úng, kể cả tưới nhiều là ok. Tuy nhiên mình thường dùng là đá bọt và vỏ thông các size, không trộn giá thể mà mình để riêng. Nghĩa là không trộn đều vào nhau. Thứ tư là cách trồng. Thứ nhất là đáy chậu lót xốp, sau đó đến một lớp đá bọt. Đấy là lớp kế tiếp đấy. Sau đó là đến vỏ thông to. Vỏ thông số 3 đấy, rồi rắc một ít vỏ thông nhỡ là lớp thứ tư. Mục đích để lớp phân nót không lọt xuống đáy chậu. Lớp thứ năm là phân lót. Chị sử dụng phân cá Úc và phân chì Nhật để lót. Lớp phân lót dày khoảng 1-2 cm, sau đó dùng vỏ thông và đá bọt to tạo ngọn giữa chậu, đặt lên cây và cột chặt. Sau đó là giải vỏ thông nhỡ, đá nhỏ, phân lót xung quanh cho đầy chậu thì dừng. Sát gốc có thể ủ rêu giữ ẩm giai đoạn đầu, có thể sử dụng rêu sâu. Thứ năm là chăm sóc. Cây mới tách trồng để tránh mưa 1-2 hôm. Trong thời gian này phun sương giữ cho cây tươi. Nếu là tách vào mùa đông thì nên phun sương nhiều, còn mùa xuân thì không cần nhiều. Phun một lần hùng nguyễn loãng. Đấy, hùng nguyễn loãng nghĩa là các bác sẽ sử dụng 1 ml trên cho 1 lít nước. Thì các bác có thể sử dụng 0,5 ml trên 1 lít nước. Sau 2-3 ngày mang ra giàn tưới bình thường, 3 ngày phun hùng nguyễn một lần cho đến khi ra rễ. Chế độ chăm sóc cây để đạt củ to lá ngắn, theo mình quan sát có lẽ là do giàn đủ nắng và ưu tiên dùng phân hữu cơ giải gốc. Thường thì mình dùng phân cá Úc, phân trâu khô, phân nhử rễ, phân chì Nhật, phân trắng Nhật và phân Gian, cái phân thông minh ấy. Tần suất bón phân là 7 đến 10 ngày rải một lần, nghĩa là chị không bón một phát nhiều ngay mà chị bón mỗi 7 đến 10 ngày chị rải một ít một. Các loại phân bón lá như là cá Úc hay rong biển thì là những cái như là Paofit hay là Orgo Home thì chị ấy cũng hòa ra và tưới vào gốc. Thỉnh thoảng có phun lên lá nhưng không ưu tiên. Tưới nước thì mùa hè tưới 4 lần, 7 giờ sáng, 11 giờ sáng, 15 giờ chiều, 18 giờ chiều bằng vòi tưới tay, tưới đẫm. Thứ sáu là phòng bệnh thì kiếm ít bệnh nhưng cũng nên phun phòng 1 tháng một lần với nấm Zidomin và Anvin, Mancozeb. Còn nếu mà côn trùng thì mình sẽ sử dụng thuốc Fendola, thuốc tẩm màn. Trên đây là toàn bộ cách trồng và chăm kiếm tại vườn. Mình cũng thường xuyên chia sẻ cho các anh chị em khi được hỏi. Có cậu em đã nói làm y như chị hướng dẫn, còn làm tốt hơn chị mà vẫn không đẹp như chị. Theo mình có lẽ là do phong thủy. Đây là bài viết rất là hay.
Các bác có thể kết bạn, em cũng để cái Facebook của bác ấy, chị lên, các bác có thể kết bạn giao lưu và chia sẻ những cái kinh nghiệm chăm lan, rất là hay ạ. Cảm ơn cả các bác.